Xin kính chào quý cô chú anh chị. Hôm nay thì em đang có mặt tại vị trí của một dự án mới của tập đoàn Hưng Thịnh tại thị trường Vũng Tàu, nằm ngay tại đường Phan Chu Trinh, gần với ngã ba Dốc Con Rồng ngay bãi sau của thành phố Vũng Tàu. Chắc có lẽ là cũng có nhiều khách hàng đã biết về dự án này rồi ạ. Dự án nằm ngay tại vị trí của khách sạn Đồi Dừa, ngay phía sau lưng em đây ạ. Hiện tại thì công ty em đang trong quá trình san lấp mặt bằng và xây dựng nhà mẫu, chắc sắp tới thì cũng sẽ triển khai dự án này thôi. Thì sau đây em mời quý cô chú anh chị cùng xem thử về dự án này nhé. Đây là vị trí của dự án đang được triển khai. Chúng ta có thể nhìn thấy ở đây là xe máy múc, máy ủi và công nhân đang làm san lấp mặt bằng và làm phần nhà mẫu của dự án. Từ vị trí của dự án mà đi ra ngoài biển thì chỉ khoảng gần 100m thôi ạ. Từ đây chúng ta sẽ thấy đó là khách sạn The Coast này. Cái khách sạn này là 10 tầng. Thì lát nữa em sẽ bắt đầu đi từ cái mép mà khách sạn The Coast này, em đi ra biển và quay ngược lại cái hướng ở trong này để xem là cái vị trí bị chắn của nó sẽ như thế nào để quý khách hàng dễ xem. Thì dự án này được xây dựng trên quỹ đất đó là 11.577m2, với tổng số lượng căn hộ là 877 căn, với nhiều mẫu sản phẩm để quý khách hàng có thể lựa chọn như căn studio, căn 1 phòng ngủ, căn 2 phòng ngủ và căn 3 phòng ngủ. Bây giờ thì em đang đứng ở bên chung cư 145, không có thẻ từ để đi thang máy, cho nên mà em leo bộ lên cũng khá là đuối. Đây ạ, đằng sau em đây, dự án của Hưng Thịnh ở ngay khách sạn Đồi Dừa đây. Bây giờ thì em ở trên này, em sẽ quay từ trên cao xuống để quý khách hàng nhìn thấy nó rõ hơn nhé. Đây là dự án của chúng ta đây ạ. Đây là toàn bộ quỹ đất của dự án 11.577m2. Ở đây chúng ta có thể là vị trí giáp danh giữa dự án và khách sạn The Coast. Ở đây, đây là khách sạn The Coast, đây cao 10 tầng. Đây là đường Phan Chu Trinh của chúng ta đây. Đi thẳng ra biển. Rất là gần luôn. Dự án của chúng ta thì sẽ được xây dựng bao gồm 3 block thiết kế dạng hình chữ U ấy ạ. Và có cốt nền á là ở ngoài thấp và ở phía trong cao. Ở đây là khu vực núi đá cho nên chủ đầu tư chắc sẽ không làm hầm ở khu vực này, mà sẽ là sử dụng các tầng 1, 2, 3, 4. Ở phía mặt ngoài của các tầng thì sẽ là shop thương mại, còn ở phía mặt bên trong sẽ là bãi đậu xe. Và tầng căn hộ là từ tầng 5 trở lên. Khu vực chính giữa sẽ là hồ bơi và công viên cảnh quan của dự án. Tượng Chúa của chúng ta đây. Và ở đây là đồi con heo, một địa điểm check-in nổi tiếng của thành phố Vũng Tàu đây. Đây ạ, các bạn trẻ đang lên đây để check-in đây ạ. Đây thì sẽ là hướng view của các căn view về thành phố. Ở đây là núi của chúng ta đây, núi nhỏ, núi Hải Đăng đây. Ở đây là thành phố. Bên kia là chung cư Vũng Tàu Melody. View về thành phố thì về đêm khi mà thành phố lên đèn thì sẽ rất là đẹp. Đường Phan Chu Trinh thì cũng rất là nhộn nhịp luôn rồi. Dự án thì chỉ có 877 căn thôi, cho nên mà nếu như Hưng Thịnh bên em bán thì sẽ rất là nhanh hết. Nếu như quý cô chú anh chị quan tâm tới dự án thì quý cô chú anh chị cứ liên hệ trực tiếp với em nhé. Quý cô chú anh chị có thể chuyển tiền vào để giữ vị trí trước, để khi mà có ủy nhiệm chi, có khách hàng thực tế rồi thì em cũng dễ dàng nói chuyện với công ty hơn về việc đó là booking căn hộ. Nếu như quý cô chú anh chị đặt chỗ mà mình không có nhu cầu mua nữa thì công ty sẽ hoàn trả lại số tiền đặt chỗ cho mình thôi. Số tiền này thì không mất. Ở đây là vị trí giáp danh giữa khu đất của khách sạn Đồi Dừa và bên này là khách sạn The Coast. Và bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy ở đây, em chạy ra phía ngoài ngã ba đường Thủy Vân luôn. Em đi xe máy thì chưa tới 1 phút, còn nếu như mà đi bộ thì chắc khoảng tầm 2 phút thôi ạ. Đây là ngã ba giao giữa đường Thủy Vân và đường Phan Chu Trinh đây ạ. Ở bên này là tượng Chúa giang tay của chúng ta đây, tượng Chúa Kitô, biểu tượng của thành phố Vũng Tàu đây. Dự án của chúng ta thì nằm ngay kế bên khách sạn Đời Cốt, mà lúc nãy em đã đi ngược từ bên hướng đó qua bên này đấy ạ. Ở đây là khu vực công viên bãi sau. Công viên bãi sau của thành phố Vũng Tàu bây giờ làm rất là dài và rất là đẹp rồi đây. Đây là khu vực bãi sau của chúng ta, mọi người đang đi tắm biển đây ạ. Em xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết video. Nếu như quý cô chú anh chị muốn đặt chỗ để có một suất ưu tiên mua căn hộ trước tại dự án này thì quý cô chú anh chị vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình nhé. Số điện thoại của em là 0783 368 333. Mọi người đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để mình xem thêm nhiều bất động sản khác đấy nhé. Em xin cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.